Ngày 31 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh vì những sai phạm sau. Các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm của hai cán bộ này đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm Căn cứ quy định của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến. Cả hai ông Trần Đức Quận và Nguyễn Nhân Chiến đều đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.